Video ngày hôm nay em quay sẽ quay cho quý anh chị là dàn xe vừa mới về đang có mặt tại gara của em Quang ha. Ở đây vừa mới về một con Kia Sorento rất là đẹp ha. Đây là Phúc thì lại đang phá xe quý anh chị à, đang đánh bát. Quan trọng là quý anh chị mua xe về là xe phải đẹp, chuẩn, đúng tiêu chí em Quang bán cho quý anh chị. Đây chắc cho quý anh chị xem nội thất đi. Luxury 2022 RS này quý anh chị nhìn thấy chủ lên quá nhiều đồ chơi đi, quá đẹp. Xin nhắc lại với quý anh chị đi, Bezo 3008-2020. Xe mui trần giúp cho những anh em nào mà đang còn FA nè. Mình mua con xe này về mình đi phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi phố đi bộ Bùi Viện, mình tán gái đó, rất là ok nha quý anh chị. Xin chào quý anh chị và các bạn đã trở lại với kênh của siêu thị ô tô Hà Nội 389. Và lại là em Quang đây. Và hiện tại em Quang đang có mặt tại xưởng dịch vụ của em Quang. Đây là một nơi mà em Quang rất là thích, bởi vì đạt chuẩn để làm bảo hiểm nè, detailing, spa, bảo dưỡng đó. Quý anh chị nào mà đang có nhu cầu đấy, thì hỗ trợ quý anh chị hết mình luôn. Rồi, và địa chỉ bên em Quang thì là 389 quốc lộ 13, phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Cách khoảng 1 km bến xe miền Đông cũ đi lại thôi. Nằm giữa lòng Sài Gòn, gần khu đô thị Vạn Phúc nha quý anh chị. Siêu thị ô tô Hà Nội nhưng mà nằm giữa lòng Sài Gòn nha. Em Quang thì là chuyên mua bán tất cả các dòng loại xe lướt đã qua sử dụng, không tai nạn, không cứng đụng, không ngập nước và động cơ hộp số nguyên zin. Cam kết bằng văn bản đầy đủ hết cho quý anh chị luôn. Nên quý anh chị rất là sẽ yên tâm trong cái việc gọi là mua xe tại siêu thị ô tô Hà Nội em Quang. Thì trong video ngày hôm nay em Quang sẽ quay cho quý anh chị là dàn xe vừa mới về đang có mặt tại gara của em Quang ha. Đây. Thì mời quý anh chị cùng vào bên trong để xem xe đi. Chúng ta cùng đi vào thôi. Hôm qua thì hôm nay về cũng khá là nhiều xe, thì bên showroom có mới lên được 2-3 con xe vừa mới dọn xong và một vài con xe vừa mới về. Và đặc biệt là còn rất là nhiều xe hot nữa, 22-2023 Lexus RX 350 nữa đó, 350-2023 luôn, form mới luôn, nhưng mà con đó thì đang trên đường về đấy, thì em sẽ sớm cập nhật sau cho quý anh chị ha. Rồi ở đây thì những con xe em đi đăng ký thôi, biển số mới quý anh chị. Này tùy khu vực của thành phố nha. Quý anh chị mà đăng ký ở 282 là đã lên chữ L hết rồi nha quý anh chị. Đó, lên chữ L hết rồi. Còn ở những khu vực khác thì vẫn đang còn chữ K. Đấy. Số mới là đã hết một dãy số 999 của số K rồi đó. Rồi, ở đây thì có hai con xe này quay cũng vừa mới bán. Santa Fe 21 với lại CX8. Con CX8 này đang đợi đi đăng ký nè quý anh chị. Ở con Santa Fe kia thì chắc đang đợi làm ngân hàng. Ở đây vừa mới về một con Kia Sorento rất là đẹp ha. Đây là Phúc. Phúc thì lại đang phá xe quý anh chị à, đang đánh bát. Xe thì quý anh chị mua xe bên quay, em quay sẽ tặng cho quý anh chị gói detailing spa lên tới hàng triệu đồng đấy. Và đặc biệt là bảo dưỡng cho quý anh chị luôn. Mua về là chỉ cần đổ nhiên liệu và là chạy thôi, không cần phải dọn dẹp gì thêm. Đó, xe thì quay đã làm lại hết rất là đẹp rồi. Mình bán cái xe ra cho khách hàng, mình phải bán một cái con xe đẹp để mua một showroom uy tín lớn mà. Chứ không thể nào mình mua một cái xe không chạy xước nhỏ mình để đó, mình để nguyên à, xong bán cho khách hàng về khách hàng người ta cũng làm, mà trong khi đó cái giá thành nó cũng xem với lại cái giá của bên em Quang bán ra đấy. Nên là mình bán xe là phải có trách nhiệm, uy tín, khách hàng người ta đã bỏ số tiền lớn mua xe phải đẹp nha quý anh chị. Đối với em Quang là tiêu chí phải như thế, đạt chuẩn bảo dưỡng đồ này nọ là bao hết cho quý anh chị luôn. Nội thất thì rất là đẹp ha. Con xe này thì đang còn trong quá trình bát nữa và sẽ còn dọn dẹp vệ sinh, detailing khoang máy nữa nha, gầm bệ đồ. Đây quý anh chị, con này có cả cửa sổ trời panorama luôn rất là thích hợp cho quý anh chị nào mà nhà có con nhỏ nè, đi trời nắng đi vùng biển mình có thể mở cửa sổ ra ngắm trời đồ này nọ, rất là ok. Con này là xăng full nha quý anh chị, GATH. Rồi em quay sẽ check lại cho quý anh chị ha. Có cả bể bước nè, giúp cho các chị em phụ nữ mình dễ dàng bước vào bên trong xe khi mà mình mặc váy nha. Sorento, con này là 2016 màu bạc. Con này odo 90.000 cây và hiện tại đang được em Quang chào bán với quý anh chị là 520 triệu thôi. Chỉ có 520 triệu sở hữu được một con xăng full đó, 90.000 cây. Nhưng mà quý anh chị có thể vừa rồi nhìn thấy ha, đã được chủ người ta bọc ghế da lại rồi, xe rất là đẹp ha. Nói chung 90.000 cây thì cái việc nhăn ghế là chuyện bình thường thôi, nhưng mà chủ người ta đã bọc lại, mình về mình chỉ cần đưa người vào ngồi là xong, không cần phải làm gì thêm. Nội thất đồ màn hình đầy đủ hết. Có cả ga tự động giúp cho anh chị em đi đường xa, đi đường cao tốc
mình chạy là rất là sướng nè, không cần phải dặm ga, rất là khỏe luôn. Mà với cái giá 520 triệu này, quý anh chị sẽ suy nghĩ tới những con xe gì? Vios đúng không? Vios G, Vios E. Thì tại sao mình lại suy nghĩ những con xe đó? Nó chỉ là 4 chỗ sedan thôi. Những con Honda City đấy, nó cũng tầm tầm đó. Honda City nhiều khi còn mắc hơn nữa quý anh chị à. Em quay bán này chỉ có 520. Mà đặc biệt bán ra sẽ có bảo hành cho quý anh chị. Bảo hành cho quý anh chị con này lên tới 3 tháng 5.000 cây động cơ hộp số nha. Và trong quá trình quý anh chị chạy phát hiện ra là hay là có người nào đưa ra chứng cớ là xe ngập nước, đâm đụng, em quay sẽ hoàn trả đủ tiền cho quý anh chị nha. Đấy, nên quý anh chị cứ yên tâm. Rồi, Kia Sorento Sunfull 2016. Đó, rất là đẹp. Ba đợt sóc thì liên lạc, quý anh chị có thể nhìn thấy ha. Và sơn thì bóng lưỡng nè, mới toanh luôn. Cản trước cản sau thì có dặm lại. Xe có sao nói vậy ha. Đấy, ba đợt sóc ở đây thì nó sẽ hơi hở một chút xíu nè, nhưng mà cũng chả sao cả, mình đi xa thì nói chung là nhìn cũng không ra đâu quý anh chị. Mâm là mâm đẹp không nha, không có xước xát gì. Đây, tiến qua bên đây là tiến. Có cả rửa đèn luôn nha quý anh chị. Cái đời 2017 đổ về sẽ có rửa đèn. Cái mặt ga lăng này sẽ có rửa đèn ha. Còn mặt ga lăng mới là không có rửa đèn ha. Rồi ở đây quý anh chị đang thấy nó nhám nhám không? Cái này là em quay đang chà ra để đánh bát là cho đẹp hơn thôi, nên là không có vấn đề gì hết nha. Mình mà bát là nó sẽ bóng như bên kia thôi. Đây cái mâm đây. Thường thường cái mâm bên đây á, là sẽ rất là dễ cạ lề nếu mà trong quá trình những chủ cũ người ta sử dụng. Chạy không canh không quen á, là sẽ rất là dễ cạ ha. Nhưng mà ở đây thì mâm còn khá là mới và rất là đẹp ha. Em quay chưa xử lý gì hết luôn. Đây quý anh chị nhìn thấy đây. Mâm rất là đẹp, chủ người ta đi rất là kỹ nha. Đó, rất là ok. Rồi, em quay xin nhắc lại đi. Kia Sorento Sunfull GATH 2016. Giá 520 triệu nha quý anh chị. Đó. Đèn bi đồ này nọ. Rồi, ở đây thì là một con Kia Carnival Luxury. Xe thì đang tháo bánh ra để vệ sinh bánh rồi. Hay là đi chắc là đi phay lại nhẹ nhẹ, đắp vào phay, nên là quý anh chị cứ yên tâm. Không phải là mình phay thẳng vào mâm ha, mình chỉ đắp vào một cái chỗ xước hoặc là mình xử lý những cái vết xước cho đẹp hơn thôi. Đấy, xe có sao nó vậy chứ không có dấu giếm gì khách hàng hết nha. Quan trọng là quý anh chị mua xe về là xe phải đẹp, chuẩn, đúng tiêu chí em quan bán cho quý anh chị. Đây, chắc cho quý anh chị xem nội thất đi. Luxury 2022. Nội thất khá là đẹp ha, Odo 59.000 cây như quý chị nhìn thấy đây. Và xe này em quay cũng đã test drive rồi, chạy rồi, máy móc còn khá là cứng, khá là đẹp luôn. Đây, 59.000 cây cho quý anh chị xem máy móc 59.000 cây đi. Trước khi mình xem máy thì mình sẽ cho quý anh chị xem hàng ghế sau. Cửa điện luôn nha, gớp điện luôn. Đó, có cả chống kẹt an toàn ha. Thì đối với việc mà có trẻ nhỏ đang đứng nè mà lỡ mà bấm trúng nút á, nó sẽ chống kẹt, nó không bị kẹt. Thì trẻ nhỏ mình ha. Ngoài rộng rãi nè, ghế giữa có thể tháo ra nè, làm 7 ghế được, có cả bệ bước đây, giúp cho các anh chị em mình dễ dàng bước vào bên trong hơn. Rồi bây giờ cho quý anh chị xem khoang máy. Ba đợt sóc nè quý anh chị. Con này nước sơn còn khá là đẹp nè. Đó, quý anh chị thấy không? Rất là liền ha. Sơn này là sơn zin hay sao đó, hình như là sơn zin, rất là liền, rất là đẹp. Rồi cái mặt ga lăng này là mặt ga lăng zin của xe nha. Ngày xưa em quay cứ tưởng là mặt ga lăng độ thôi, nhưng mà mặt này là mặt zin. Bản Luxury mới là mặt này. Rồi đây cho quý anh chị xem khoang máy nè. Đây, đã detailing lại rất là đẹp rồi. Rồi tiếng quay vô ốc giùm anh nè tiếng. Ốc thì rất là đẹp nha quý anh chị. Ốc là bao đẹp cho quý anh chị luôn. Ốc chân máy rồi, ốc nắp capo nè, chưa có bung gì hết nha. Những cái sùng chỉ nè, những cái vết bấm robot là bao đẹp hết cho quý anh chị nè. Đây vết bấm robot nè, những cái lỗ tròn tròn trịa không méo mó. Những cái lỗ tròn này á mà cũng là một trong những cái điểm mà để giúp cho các anh chị em mình xem sẽ bị tai nạn hay không. Bởi vì khi mà nó mà có đâm vào tới đây á, trên những cái chỗ này nó sẽ bị móp, nó sẽ bị khuyết một cái vòng tròn đi. Thì mình sẽ bắt đầu mình sẽ xem tới nắp capo, xem tới phần bên trong. Bởi vì nhiều khi khách người ta để đồ người ta đóng xuống nó cứng chúng thì nó móp nhẹ cũng chẳng sao cả quý anh chị à. Đấy. Thì đây cũng là một trong những cái điểm để mình biết là xe bị tai nạn hay không thôi, một cái điểm nhỏ thôi. Tại những cái lỗ tròn đó mình sẽ không bao giờ mình gò cho nó tròn đều được quý anh chị. Rồi thả nắp capo thì mình nên thả như vậy nha quý anh chị. Đừng nhấn mất đường gân một cái là mất giá trị của xe ha. Logo mới nha, 2022. Đó, rất là đẹp. Rồi. Ok, quý anh chị thì em quay xét lại. Đây là Kia Carnival Luxury sản xuất 2022. À, con này là logo cũ lên logo nha quý anh chị. Con này là logo cũ lên logo 2022. Odo 58.000 cây và hiện tại đang được quay chào bán với mức giá là 1.050 thôi. 1.050 là quý anh chị đã sở hữu được một con MPV Carnival to bự rất là đẹp. Rồi, tiếp theo. Ford Everest quý anh chị.
Ares này quý chị nhìn thấy chủ lên quá nhiều đồ chơi đi, quá đẹp. Titanium một cầu, sản xuất 2021 nha quý anh chị. Màu đỏ cam. Cái màu đỏ này thời điểm mới ra mắt là cái hàng này nó rất là hiếm nha quý anh chị. Hình như cái cuối 21 là cái màu này cũng là màu cuối cùng, lên đầu 22 là nó vẫn còn, nhưng mà cái màu đỏ đó nó không được cam như thế này. Màu đỏ đó nó cam tươi hơn nữa. Rồi đây Ford, em quay Ford Everest nè. Màu đỏ nè. Odo 3 vạn, giá 950 triệu quý anh chị. Mâm miết đồ rất là đẹp nha. Đây, quý chị nhìn thấy đây. Nội thất 3 vạn, 31.000 cây, 31.000 cây. Đây tiếng quay vào bên trong cho quý anh chị xem. Quan trọng là mình cho quý anh chị xem vô lăng, cần số, ghế da. Ghế da, cái ghế bên tài thường thường là chủ người ta ngồi rất là nhiều, nên là sẽ cho quý anh chị xem. Đó. Có bảo dưỡng đầy đủ luôn nè. Đây, bảo dưỡng 30.000 cây chuẩn luôn. Đó quý anh chị thấy chưa? Đã được chủ người ta lên một cái màn hình nữa nè. Rồi một cái camera hành trình nè. Sàn 5D luôn nha quý anh chị. Con này thì quý anh chị nào mà xem thì cũng biết là anh quay rất là thích con này ha. Cao ráo rộng rãi, máy dầu 2.0 chạy cũng tiết kiệm, 6.7 lít thôi. Đó. Mức độ tiêu hao nhiên liệu máy 2 chấm nhưng mà chạy ngang ngửa mấy con máy 1.5 thôi quý anh chị ạ. Đó, mâm miết đồ rất là to, rất là bự, xe rất là thể thao, mâm là không có vết chày vết xước gì hết, ba đợt sóc là liền lạc hết nha quý anh chị, cứ yên tâm. Xe ba đợt sóc liền lạc thì những cái ba đợt sóc nào mà nó hơi hở một chút xíu từ những chủ cũ người ta chạy, mà chạy vào thành phố mà cái việc mà xe máy người ta va quẹt với mình là điều không thể tránh khỏi. Nó có thể là lâu lâu những cái ba đợt sóc, những cái cạn trước cạn sau nó có hơi hở thì quay ráng về xử lý cho quý anh chị đẹp nhất có thể thôi. Chứ nếu mà để mà đẹp quá thì mình cũng rất là khó, tùy. Nói chung là làm đồ làm quan sẽ làm cho quý anh chị ha. Đồ zin, màn hình zin còn đủ hết nè quý anh chị. Hộp thiết đồ mặt ga lăng zin luôn. Mặt ga lăng này em quay hay gọi là mặt ga lăng lõm, nhưng mà một số anh chị em gọi là mặt ga lăng sao rơi. Đây, còn đồ zin ha, đầy đủ hết. Chỗ người ta chơi xe rất là kỹ nha. Quá đã, đồ nghề, đồ bánh sô cua là phía dưới rồi. Cúp điện nè, có cả chống kẹt nè. Đó. Bây giờ hầu như xe mà có cúp điện, cửa điện là có chống kẹt hết quý anh chị. Bảng một cầu nha quý anh chị ha. Rồi xin nhắc lại quý anh chị, đây là Ford Everest Titanium, bảng máy dầu một cầu, sản xuất 2021, Odo 3 vạn. Và hiện tại đây đường quay chào bán với mức giá là 950 triệu thôi. Đó, rất là đẹp ha, mâm bên đây cũng khá là đẹp đây. Lớp Goodyear, gai còn rất là sâu nha. Rồi, chắc là em quay những cái xe này thì đang trong quá trình dọn, em quay sẽ đợi dọn xong quay chi tiết hơn nữa cho quý anh chị xem những cái vẻ đẹp của xe này. Tiếp theo con này là Toyota Hiace. Con này em quay cũng đã quay khá là nhiều nên là chắc em quay chỉ đọc giá nhanh thôi. Sản xuất 2016, Odo 8 vạn, máy xăng số sàn 2.7, máy của Fortuner đó. Và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 520 triệu thôi quý anh chị. Ngày xưa mua này giá phải tỷ mốt, bây giờ bán còn 520 thôi, đã tiết kiệm quá trời tiền. Rồi con này thì xe của khách thôi quý anh chị, xe khách Acura. Có con này mới về nè, 3008 nha quý anh chị. Đây tiến đi một vòng cho quý anh chị xem đi, để anh check lại thông tin xe này cái. Sản xuất 2020, Odo 57.000 cây. Và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá là 695 triệu ha. Đấy, cho quý anh chị xem xe nè, ba đợt sóc nè, liền lạc hết nha. Xe này chưa dọn nhưng mà còn khá là bóng, khá là đẹp nha quý anh chị. 3008, giá 695 triệu, có cửa sổ trời panorama luôn. Chắc là con này bản full rồi, bản AL. Đây tiến vào đây cho quý anh chị xem tí. Odo 57.000 cây, 2020. Peugeot thì là một trong những con xe có thiết kế khá là đẹp, 695 triệu. Quý anh chị đang nghiên cứu những con Honda City đúng không? Honda City, nhiều khi Honda City 600 mấy đúng rồi. Honda Civic, Civic mà Civic G giá 600 mấy rồi. City hay Civic gì đó em quay không nhớ, thì giá tầm khoảng 600 mấy, thì đây là một trong những sự chọn hợp lý dành cho quý anh chị. Giá chỉ có 695 triệu thôi,
sở hữu một con xe sang trọng 5 chỗ gầm cao CUV viền rơm nè. Đó, đã đang được bên em quay xử lý lại mâm chó đẹp. Đó, heo Rainbow luôn. Heo này là chắc này là cái ốp thôi. Này chỉ là cái ốp thôi nha quý anh chị. Đó, và đèn nè, đèn bi rất là đẹp. Bể bước đồ đầy đủ hết nha. Để quay xem một vòng qua xe có cái gì để nói cho quý anh chị không. Ba đợt sóc liền lạc hết nè. Cái dòng này của chúng ta thì chỉ có cấp cơ thôi, không có cấp điện nha quý anh chị. Khoang cốp khá là rộng rãi đây. Để khá nhiều đồ, bánh sơ cua nè. Để xem, bánh sơ cua chưa hạ luôn quý anh chị. Giờ chỉ có bờ rô 308 thôi. Có cái tấm này nữa nè, tấm cảnh báo. Ốc kiết, ốc cốp đồ là bao đẹp hết nha. Xe bên quay cái đầu vào quý anh chị biết rồi, đầu vào nó rất là căng. Về đã được dán phim 3M. Ở em xe này thì xin nhắc lại với quý anh chị đi. Peugeot 3008 2020. Giá 695 triệu, odo 57.000 cây. Bản có cửa sổ trời panorama ha, bản full. Rồi, chúng ta lại tiếp tục qua bên xưởng đi. À, cái con xe này quang bán rồi nha quý anh chị. Hyundai Santa Fe 4WD. Quý anh chị nào mà đang nghiên cứu con xe này thì chắc là đợi xe sau. Không quang bán rồi, đang detailing dọn lại giao cho khách thôi. Xe khá là đẹp. Giá rất là rẻ, 616 triệu quý anh chị. Ngày xưa mua con đó giá phải tỷ tư, bây giờ còn có 616 triệu thôi. Đó. Thôi mình đi qua bên gara đi. À, bên showroom đi để xem mấy con xe mới về nha quý anh chị ha. Nằm đi thôi, let's go. Ok thì em Quang vừa mới qua bên showroom ha quý anh chị. Đây toàn bộ xe bên showroom em Quang ha. Tiến liền vòng cho quý anh chị xem. Hôm nay thì xe cũng về khá nhiều. À, bắt đầu showroom đầy lại ha quý anh chị, nhưng mà trong đây vẫn còn chỗ trống nè. Thì nói về cái việc mà còn chỗ trống thì quý anh chị cứ yên tâm. Như bên xưởng quý chị cũng thấy ha, trống rồi nhiều. Em quay sẽ mua thêm 100 xe ô tô nữa, mua full tiền mặt ha, không có liên quan tới ngân hàng. Và xe quý anh chị nào mà đang có dính với bên ngân hàng và sẽ xử lý cho quý anh chị luôn. Rồi, thì chắc là sẽ mời quý anh chị đi tiếp theo với cái con xe này đi. Con này thì là HRV thôi, HRV bản L. Đó, tay tiến đi một vòng. Đây là quý anh chị, cái này là đã ráng xử lý lắm rồi. Có sao nói vậy ha, cản trước cản sau có dặm lại. Ở đây ráng xử lý lắm rồi nè, nhưng mà nó vẫn hơi hở một chút xíu, quý chị thông cảm ha. Nếu chơi thì ok, thoải mái. Nhưng mà mình đứng xa thì sẽ không thấy đâu. Đây tí đứng xa ra không thấy, quý anh chị không thấy. Chỉ có đứng gần em quan chỉ và quý anh chị mới thấy thôi. Đó, nhưng mà nó ít là nó không có nhiều quý anh chị, ít thôi. Đó. Nhưng mà nhìn màu cũng khá là đồng. Bên em quan thì thợ sơn toàn là thợ tay nghề cao làm lâu năm thôi. Nói chung là nếu mà lệch thì lệch ít, không có lệch nhiều. Đây, quý anh chị nhìn thấy ha, đã dặm lại nhưng mà rất là đều màu. Đấy. Canh màu rất là chuẩn nha quý anh chị. Đây. À, tiến đi một vòng cho quý anh chị xem tí. Tiến qua đây quay cái mâm nè tí. Đây, mâm. Dễ chưa? Mâm này thì nó chỉ bị dơ thôi, nó dính keo, nó dơ, nó dính cái chất gì đó. Đấy, ở trên đây thì nó hơi dính nè. Đấy, cái này thì nó hơi chốc cái màu đen ra. Mâm phay người ta sẽ sơn đen như nè. Đấy. Nó hơi chốc màu đen ra thôi, không sao cả. Quan trọng là cái mâm của chúng ta không bị xước. Mâm nó đẹp. Đó, quý chị nhìn thấy ha. Lớp Michelin nè, gai góc còn sừng sùi luôn nè. Đây, quý chị thấy không? Bên trong thì rất là sâu. Cái là mới cái lớp này quý chị còn phải chạy đâu đó khoảng 30.000 cây nữa, 30-40.000 cây nữa mới thay. Đây, năm là năm 2023 lớp mới thay luôn. Đấy. Con này thì em quay nhớ là ô đô khoảng 5 vạn. Xe thì em quay hơi nhiều một chút xíu. Nhiều khi em quay có quên thông tin một chút xíu quý chị thông cảm ha. Rồi bên dưới nắp capo là khóa động cơ 1.8. Nên chúng ta sẽ sở hữu một cái mức độ tiêu hao nhiên liệu cũng khá là ok. Đâu đó khoảng 6-7 lít 100 cây đối với một con CUV. Đó, như thế này thôi. Rồi chắc là cho quý anh chị xem nội thất ra để em quan chết lại giá xe cho quý anh chị ha. Còn bảo dưỡng luôn, tiến quay cái bảo dưỡng cho quý anh chị xem. Honda HR-V sản xuất 2020, odo 49.700 cây. Và hiện tại đang được em quan chào bán với mức giá là 585 triệu thôi. Ngang ngửa một con Vios bản G. Mà Vios bản G, một con City bản R, bản RS. Không có cửa nóc, nhưng quý anh chị nhìn lên trên nè, nhìn lên trên đi. Một cái cửa sổ trời panorama toàn cảnh. Phơm dán không lỗi thời, chỉnh dàn lạnh là bằng cảm ứng luôn. Phanh tay điện tử, auto horn, ga tự động đầy đủ, chắc xin kiểm tròn, không thiếu một cái gì nha quý anh chị, lẫy số vô lăng luôn. Xe đầy đủ công nghệ và đặc biệt cái cửa đằng sau không có tay nắm cửa đây. À, tay nắm cửa trên đây hả? Đang cố tình thử tiếng thôi, ai về tiếng thấy. Tiếng vừa mới trẻ qua nha quý anh chị.
Đây, cái phần tắp bi cửa khá là đẹp, ghế da đằng sau quý anh chị nhìn thấy nha. Honda thì người ta làm ghế da của ta rất là bền, 40-50 ngàn thì khá là ok. À, CRV cũng vậy, CRV quý chị ngồi khoảng 4-5 vạn là ghế nó sẽ hơi nhăn một chút xíu thôi, nó không nhăn nhiều ha. Phim 3M nè, u đằng sau lên đèn luôn quý anh chị à, lên full đèn hậu luôn rồi nè. Đó, chủ người ta lên luôn. Để em quay mở thử cái đèn xi nhan cho quý anh chị xem. Đẹp không quý anh chị? Quá đẹp luôn. À, giảm phanh thì chắc là cái phần này, cái phần màu sáng này nó sẽ sáng lên, đúng không? Để quay thử nha. Đúng tiếng. Đó. Quá đẹp nha quý anh chị, quá đẹp. Và đặc biệt nha, chút nữa là em sẽ cho quý anh chị xem thêm một cái nữa. Là trên Vios với trên City nó sẽ không có, nhưng trên con xe này có ha. Cảm biến lùi nè, camera lùi nè, EVTEC thì công nghệ khá là tiết kiệm nhiên liệu của nhà Honda rồi. Khá là tiết kiệm nhiên liệu rồi quý anh chị à. Ủa, đây quý anh chị, cho quý anh chị xem. Đó, Honda City với lại Vios làm gì có một cái khoang cốp to như thế này đúng không quý anh chị? Làm sao có khoang cốp to như thế này được, để được quá trời hành lý luôn. Này chắc phải được 3 cái 12 kg. Ốc ý là bao đẹp nè. Hả? À. Đây xe này thì chủ người ta mới bán cho em quay là chủ này ngày xưa mua của em quay, xe này thì là hai chủ rồi. Ngày xưa quay em quay mua của chủ đầu, bán cho một chủ khác, bây giờ chủ khác người ta lên đời người ta bán lại cho em quay. Đó. À. Thì quý anh chị cứ yên tâm, đầu vào đầu ra là chuẩn của em quay hết ha. Dán tem vẫn còn tem cũ luôn nè. Đây tem bảo hành cũ của em Quang nè. Rồi ok, cho quý anh chị xem bên dưới đây đi. Bánh sơ cua nè, đã hạ rồi nhưng còn khá mới nè. Quý anh chị thấy gai góc sừng sùi nè, gai góc cứng ngắc luôn. Đó, cái này chắc chỉ hạ nhẹ. À, hay từ từ nha. Hạ nhẹ thôi quý anh chị, này chỉ hạ nhẹ thôi. Còn khá là mới ha, chắc chạy chỉ có mới khoảng 10 cây. Xe thì quá đẹp luôn. À, quý anh chị thấy không, bên quay thì này về khá là nhiều xe mới ha. Rồi thì quay sẽ nhắc lại con này đi. Honda HR-V L, bản L bản cao cấp nhất ha, có cửa sổ trời panorama. Giá là 585 triệu thôi quý anh chị. 585 triệu. Sản xuất 2020, Odo là 49.700 cây. Ở xe rất là đẹp ha. Rồi chắc là quay sẽ quay con xe cuối cùng trong video ngày hôm nay đi. Đây là một con BMW em quay đã quay cũng được 2 tuần rồi, nhưng mà xe thì như em quay nói rồi, phải đạt chuẩn ok quay mới cho lên showroom bán. Thì xe này đã ok, đẹp, cho lên showroom. Đây là một con BMW 420i Cabrio sản xuất 2014. Và hiện tại đang được em quay chào bán với mức giá chỉ có 1 tỷ 2 thôi quý anh chị à. Bản này là form convertible ha. Có mui trần, 4 ghế, 2 chỗ ngồi. Đó. Xe mui trần giúp cho những anh em nào mà đang còn FA nè, mình mua con xe này về mình đi phố đi bộ Nguyễn Huệ, đi phố đi bộ Bùi Viện, mình tán gái đó, rất là ok nha quý anh chị. Đây, cản nè quý anh chị. Đời 2014 nha quý chị nhìn thấy đây, ba đời sóc liên lạc nha. Đó. Rồi cái này thì nó hơi bị dính chúng xíu thôi, cũng chả sao, cái này là lấy khăn chùi lại ra thôi quý chị. Đây quý chị thấy không? Lấy khăn chùi lại ra thôi, cái bột bát thôi, chả sao cả. Mâm đây. Thường thường em sẽ quay cho quý chị cái mâm bên đây ha, cái mâm bên đằng trước bên phải. Bởi vì cái mâm này sẽ rất là khó canh và rất là dễ cạ lề, có cả cảm biến đúng không? Cảm biến sức lớp đúng không? Đây nó sẽ hơi xước xước nhẹ ngay đây một chút xíu thôi nè. Nó ít là không nhiều, nó cũng chả ảnh hưởng gì. Đứng xa chả thấy, đứng gần em quan chị quý anh chị mới để ý. Đó, nhìn nó khá là đẹp ha, mâm rất là đẹp luôn. Đó, gai góc là còn rất là sâu. Lớp này còn phải chạy được khoảng 20-30 ngàn nữa. Đây còn gai góc nè. Khoảng 30 ngàn, sâu lắm quý anh chị. Khoảng 30-35 ngàn đó quý anh chị ạ. Máy thì là máy 2.0 Twin Power Turbo thôi. Lỗ mũi heo rất là đẹp. Rồi cho quý anh chị xem bên trong nội thất nha. Bản này bản mui trần nha quý anh chị. Đây quý anh chị nhìn đi, nội thất khá là đẹp đây. Đây Tiến đưa máy này anh quay bên đây cho Tiến. Đứng bên kia hơi chật đúng không? Đây quý anh chị à. Đây quý anh chị, ghế rất là đẹp nha. Đó, quý anh chị thấy chưa? Mà chưa kể nè. Đó. Có cả ghế điện luôn, ghi nhớ vị trí ghế lái cho bên tài hai vị trí nè. Thiết kế thì khá là đơn giản thôi nhưng mà cũng đầy đủ công nghệ, không thiếu cái gì. Đó, auto đèn, auto gạt mưa. Rồi ghế đằng sau đây.
chạy rất là ngon. Rồi ok quý anh chị, đằng sau đây ba đợt sóc thì liền lại hết nha quý anh chị nha. Đằng sau có hai cái ống xả nữa nè, nhìn khá là thể thao, cảm biến lùi, camera lùi đó. Bây giờ nói về cái biển số một chút xíu. Cái biển số này là biển số thành phố, nhưng mà bây giờ mình sẽ trả về cho chủ cũ. Nhưng mà những cái xe ở biển tỉnh nha, quý anh chị sang tên về thành phố cũng sẽ không còn mất 20 triệu tiền biển nữa. Đây là một trong những cái hay đối với những anh chị em nào mua xe đã qua sử dụng, rất là hay luôn. Em phải công nhận là cái này khá là hay đối với xe đã qua sử dụng ha. Rồi cốp đây, cốp này thì ứng trực đó. Bên trong đây thì sẽ là cái phần để mui thôi, nên là chúng ta chỉ là một cái cốp nhỏ không có to nha. Rồi ok quý anh chị, rồi thì quay sẽ nhắc lại đây là BMW 420i Cabrio Form Convertible sản xuất 2014, và hiện tại đây là quay chào bán với mức giá là 1 tỷ 4. Odo thì cũng khá là ít, Odo con này em quay nhớ khoảng 6-7 vạn gì thôi đó, xe Odo chuẩn. Xe bên quay bán ra nãy giờ em quay cho quý anh chị là những con này là Odo chuẩn hết nha, đây là quý anh chị cứ yên tâm. Xe thì giao cho quý anh chị là sẽ không phạt nguội nè, đầy đủ hai chìa khóa nè, đồ nghề nè, bánh sơ cua nè, luôn luôn đầy đủ hết luôn đó, rất là đẹp, rất là xịn. Chỉ có mua tại showroom siêu thị ô tô Hà Nội thôi, còn các showroom khác thì em quay không rõ như thế nào ha. Rồi ok thì thời lượng video cũng đã hơi dài, em quay sẽ xin kết thúc video tại đây. Nếu quý anh chị thấy video này hay cho em quay xin một like, một share, một lượt đăng ký, và nhớ nhấn vào nút thông báo bên phía bên dưới để nhận được những video mới nhất từ kênh của siêu thị ô tô Hà Nội nha. Và em quay béo xin cảm ơn quý anh chị đã đồng hành với em quay hết video ngày hôm nay. Và nếu quý anh chị đang có quan tâm con xe nào ở đây thì nhấc máy liên hệ cho em quay 0813 700 900 nha quý anh chị. Rồi, cảm ơn quý anh chị và chúc quý anh chị xem video vui vẻ, một ngày thuận buồm xuôi gió trong công việc ha. Rồi, cảm ơn quý anh chị, hẹn lại quý anh chị video tiếp theo nha. Bye bye.